Mặc dù Scotland chưa thấy sự thiếu tham vọng và trơn tru trong cách vận hành thế trận tấn công, chỉ có được chiến thắng sau loạt đá penalty trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Israel, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Steve Clark vẫn duy trì được thành tích chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp và cho thấy được một tinh thần của một đội bóng đáng ngưỡng mộ. Scotland chỉ còn cách Euro 2021 một trận đấu cuối cùng, nhưng ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những người không tin rằng đội tuyển của quốc gia họ sẽ chẳng thể làm nên chuyện. Đã là nhiều năm rồi kể từ khi Darren Fletcher là tâm điểm của những chiến dịch vòng loại thất bại, dùng những buổi họp báo sau trận để nhắc lại một niềm tin cố hữu rằng có quá nhiều người ở Scotland không muốn đội tuyển quốc gia thành công. Những tờ báo giấy thời điểm đó cũng thường xuyên đề cập đến chuyện này. Darren Fletcher đưa ra câu hỏi rằng vì sao những nhà báo không muốn đi cùng với đội tuyển quốc gia để tham gia những giải đấu lớn? Nhưng có vẻ sâu thẳm bên trong anh đã có câu trả lời cho mình. Cả huấn luyện viên Steve Clark và Andy Robertson đều tránh không đề cập đến sự băn khoăn của Fletcher mỗi khi tham gia họp báo. Những biểu cảm cho thấy họ cũng có suy nghĩ tương tự. Khi được hỏi về một vài trận đấu cụ thể, huấn luyện viên trưởng và đội trưởng của tuyển Scotland đều kêu gọi một sự đồng lòng từ những người con Scotland và bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực mà tất cả đều nhận thức được. Đối với Robertson, việc kêu gọi sự đoàn kết lại khá thú vị. Cầu thủ của Liverpool có vẻ như là không hứng thú nói về bất kỳ điều gì khác ngoài ca ngợi quê hương mình trong nhiều năm liền. Trên thực tế, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ bóng đá Scotland đã vỡ mộng hoặc không còn hứng thú với đội tuyển quốc gia sau hơn một thập kỷ chìm trong những kết quả ảm đạm. Những kẻ cực đoan còn mong rằng tuyển thủ quốc gia của họ sẽ gặp phải những vấn đề chẳng may. Thái độ hoài nghi của người hâm mộ quê nhà như vậy là hoàn toàn có lý do, bởi vì đã không có ít chuyện tồi tệ đã xảy ra kể từ khi Scotland thi đấu tại World Cup 98. Sự thật khó nuốt trôi chính là đội tuyển quốc gia của họ chỉ còn cách vòng đấu loại trực tiếp lần đầu tiên một trận đấu nữa, nhưng đội bóng đó lại bị Maroc làm cho bẽ mặt bởi trận thua 0-3 tại Saint-Étienne. Lúc vừa kết thúc hợp đồng với Kilmarnock để chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia hồi mùa hè năm ngoái, Steve Clark đã có những phát biểu khá thẳng thắn. Cộng đồng đã có một chút vỡ mộng về những gì mà đội tuyển quốc gia này có thể làm được. Tôi không có ý nói điều đó không hề liên quan đến tôi, nhưng thất bại mọi người thường nhắc đến đã diễn ra rất nhiều năm về trước. Tôi thì chỉ mới ngồi vào chiếc ghế này. Điều quan trọng là không phải tôi hay những cầu thủ trẻ này phải chịu trách nhiệm về những sự kiện u ám đã diễn ra từ 22 năm về trước. Chúng tôi xem thử thách này như là cơ hội để chứng tỏ bản thân, làm những gì tốt nhất có thể và không mảy may lo lắng về những gì đã đi qua. Khi những lời chỉ trích đổ về như làn sóng sau chiến thắng trên loạt penalty trước Israel, Steve Clark một lần nữa đứng trên bờ vực của lịch sử. Sau những thất bại cách biệt trước Nga và Bỉ, Scotland dưới sự dẫn dắt của Clark đã trở lại với đường đua với chuỗi 6 trận bất bại. Những kẻ nghi ngờ sẽ lấy San Marino trong chuỗi trận này ra làm cái tên để mỉa mai đội tuyển quốc gia, nhưng thực sự thì đội bóng này đã không có quyền được tự vệ trước những lời chỉ trích từ lâu rồi. Cú đụng độ với Israel lần này cũng định nghĩa của 120 phút tẻ nhạt, nhưng ở những thời khắc quyết định, học trò của Steve Clark đã biết chứng tỏ bản thân. Thậm chí trước trận, nhiều kẻ phe đối lập đã tin rằng Israel sẽ dễ dàng dâng tấm vé đến thủ đô Belgrade của Serbia cho Scotland. Steve Clark đã phải làm rõ rằng nếu tôi là huấn luyện viên của Israel, tôi sẽ làm mọi cách để chiến thắng. Hãy nhìn vào sự khó chịu của họ trong những trận vừa qua với Scotland. Israel thực sự nguy hiểm, hàng công của họ ở trình độ hàng đầu, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể bị trừng phạt và tôi rất vui vì đã vượt qua được một đối thủ như vậy. Đáng buồn thay có vẻ là người Scotland lại chẳng buồn nhớ đến cách mà đội tuyển quốc gia của họ tìm đến với tấm vé dự Euro 2021 nếu như đội bóng này có thể đánh bại Serbia trong lượt trận playoff cuối cùng. Không thể phủ nhận việc Scotland tỏ ra thiếu tham vọng và sự nhuần nhuyễn trong khâu tấn công trong trận với Israel, nhưng trận đấu cũng đã qua. Điều quan trọng bây giờ là những chàng trai của Steve Clark cần phải cảm thấy thoải mái trước những áp lực từ một sự kiện lịch sử mà họ không liên quan. Và họ chuẩn bị đối mặt với một thử thách đó bằng một bộ khung nhân sự như sau. Andrew Robertson chắc chắn là một cầu thủ ngôi sao, nhưng sức ảnh hưởng của anh bị giới hạn trong một khoảng không gian nhất định bên cánh trái. John McGinn, cầu thủ thi đấu đầy linh hoạt là một nhân tố có thể trông cậy, nhưng lại là một thành viên của đội hình Aston Villa, chỉ mới chật vật né khỏi tấm vé rớt hạng hồi cuối mùa trước. McLean đã bị giáng xuống hàng cùng với Norwich. Thủ thành David Marshall tiếp tục thi đấu ở Championship cùng với Derby County và Lyndon Dyke, niềm hy vọng mới ở vị trí trung phong, là một cầu thủ của Queen Park Rangers. Scotland còn có đến hai hậu vệ của Motherwell ở hàng phòng ngự. Mức độ hoành tráng của những màn ăn mừng trên sân cho ta thấy mức độ gắn kết đáng ngưỡng mộ của tinh thần đồng đội từ các cầu thủ Scotland, mặc dù họ đang bị bủa vây bởi những áp lực tinh thần rất lớn. Scott McTominay vừa chơi trận hay nhất từ đầu chiến dịch cho đến thời điểm này, che chắn và giúp cho hàng phòng ngự ba người phía sau không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Declan Gallagher đánh tan mọi sự nghi ngờ về màn trình diễn đầy sức mạnh của mình ở trái tim hàng phòng thủ, và Marshall tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong mùa ảo tuyển quốc gia. Scotland đã đánh bại Israel mặc cho những khó khăn do Covid-19 khiến họ không thể có chính mình đội hình tốt nhất, trong đó có những cái tên rất nổi bật như Stuart Armstrong, Kieran Tierney và Ryan Christie. Nhận xét chung về Serbia, đội bóng vừa đánh bại Na Uy của Erling Brøndby Haaland
một đối thủ khá khó chơi hơn so với Scotland, đặc biệt là ở vòng cuối cùng trước cánh cửa đến Euro 2021. Mặc dù vậy, Steve Clarke đã luôn thể hiện được bản thân là một chuyên gia trong việc dẫn dắt những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, và không phải ngẫu nhiên lại được báo chí trong nước gọi là huấn luyện viên sở hữu phép màu. Với thành tích từ nhóm nhất Kilmarnock, một đội bóng đã phải đối mặt với khả năng rớt hạng mỗi mùa, kết thúc ở vị trí thứ 3 ở hạng đấu cao nhất giải vô địch quốc gia Scotland mùa giải 2018-2019. Loại trận đấu quan trọng như thế này, nơi mà sự kỷ luật quan trọng hơn là khí lực, là hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Steve Clarke. Khi mà Scotland đối đầu với những Slovakia hay Cộng hòa Séc sẽ là những cơ hội mở ra cho Steve Clarke thử nghiệm những đấu pháp của ông, và một trong số đó sẽ là chìa khóa mở ra hàng phòng ngự của những người Serbia vào giữa tháng tới. Thế nhưng Clarke vẫn thận trọng phát biểu trong một lần phỏng vấn gần đây rằng: "Mọi chuyện không đi đúng theo kế hoạch đã định thì tôi vẫn mong muốn có thể tìm được tiếng nói chung với liên đoàn bóng đá để gia hạn hợp đồng đến năm 2022. Tuy vậy, không có nghĩa là tôi lo sợ. Tôi vẫn lạc quan vào một kết quả khả quan cho trận đấu với Serbia vào tháng sau, nhưng tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để xây dựng và đào tạo một bộ khung hoàn hảo qua nhiều chiến dịch khác nhau, với mục tiêu lớn nhất là có thể tìm được tấm vé đến với vòng loại trực tiếp." Trong số những cầu thủ góp mặt trong trận đấu với Israel, không có ai quá 29 tuổi. Đội hình mà Steve Clarke dẫn dắt không chỉ thiếu kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế, mà những gì họ đã thể hiện cũng không thể khiến cho người hâm mộ cảm thấy thỏa mãn. Thứ năm vừa qua, trên sân vận động Hampden Park, với không một bóng người hâm mộ, Scotland đã chơi thứ bóng đá bị cho là xấu xí, mặc dù kết quả là một chiến thắng. Có lẽ những cầu thủ cần một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc góp mặt ở những vòng đấu cuối cùng, và họ sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích ra sao nếu như gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Chỉ cần nghĩ về những điều đó, các cầu thủ Scotland có thể tự biết rằng ngày phán quyết cuối cùng đã tới.